Mỗi dịp Tết xuân sang thì trên bàn uống nước không thể thiếu được khay mứt Tết, hộp trà hay hộp giấy được chế tác từ chất liệu gỗ hương hàng cao cấp. Nó vừa đẹp mắt, vừa sang trọng và vô cùng cuốn hút. Và hôm nay, Xưởng Tố Gỗ xin giới thiệu với các bác hai mẫu hộp giấy được làm từ chất liệu gỗ hương cao cấp, rất đẹp và cuốn hút. Đầu tiên là mẫu hộp giấy kiểu long và viền xoắn, rất đẹp đúng không ạ? Được đục rất kỹ và sắc nét các bác nhé. Hộp thì dày dặn, nắp có hút nam châm rất là chắc chắn. Xung quanh thì vân và PU màu lên rất là đẹp mắt các bác nhé. Đây là mã viền xoắn cao 10,5 ngang 23 và sâu 12, có giá là 250.000 và bao ship. Tiếp đến là mẫu hộp giấy kiểu long và viền chấm bi. Hộp này thì kích thước giống như hộp vừa nãy và nắp cũng hút nam châm rất là chắc chắn. Màu PU thì rất đẹp và sang trọng các bác nhé. Hộp giấy thì không thể thiếu trong mỗi nhà rồi, nay lại được ở trong một hộp giấy kiểu long quá đẹp đồ nạ và rất là bắt mắt. Khách đến thì cứ phải trầm trồ vì các bác mua hộp giấy quá đẹp. Mẫu này là mẫu mã viền chấm bi, cao 10,5, ngang 23 và sâu 12, có giá là 250.000 và bao ship. Em đã vừa giới thiệu qua cho các bác hai mẫu hộp giấy kiểu long, có hai mã khác nhau là mã viền xoắn và mã viền chấm bi. Các bác đặt hàng có thể để lại số điện thoại ở dưới mỗi video hoặc nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Đặc biệt là xem xong video các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tố Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.